Chào quý vị đã chương trình trực diện TV. Tiếp tục nói về chuyện của cộng đồng người Việt ở Hoa Kỳ. Thì trong mấy ngày vừa qua, chúng tôi có làm một vài những cái chương trình để đề cập đến những cái nhân vật gọi là quái đản, quái chiêu, quái lạ ở tại Hoa Kỳ. Khi mà bản thân họ đã lập ra những cái tổ chức, gọi là thậm chí là tổ chức chính trị hoặc là những cái tổ chức tôn giáo. Cái gọi là tôn giáo thôi chứ cũng chả phải là tôn giáo. Họ lập ra những cái giáo lý tào lao và họ lý giải những cái đạo pháp cũng rất là bậy bạ, rất là bệnh hoạn và nó tạp nham như vậy đó. Rồi họ tự xưng rằng nào làm đứng đầu của các tổ chức đó, ví dụ như là thủ tướng chính phủ, ví dụ như là tổng thống, ví dụ như là thậm chí là hoàng đế nữa, rồi có người là gọi là vua nước Việt. Rồi họ đi xa hơn nữa là họ cho rằng họ làm đạo chủ của một cái đạo giáo. Rồi nói rằng là trải qua nhiều kiếp, có những kiếp là ông tổ của đất nước Việt Nam, là những người sáng lập ra đất nước Việt Nam, nào là coi như là vua Hùng hay là những cái đời vua chúa trong các cái đời trước đây nữa. Rất là kinh khủng, rất là nhục mạ cái cộng đồng người Việt mà làm quen ố, làm cho rất là mắc cỡ. Khi mà chúng tôi nhìn vào những cái nhân vật đó đó, chúng tôi cảm thấy rất là hổ thẹn. Khi mà ông Trần Minh Quang tự xưng rằng mình là thủ tướng, là tổng thống, rồi nào là đức quốc công, đức quốc quẹo gì tùm lum hết. Cho bây giờ là nói là đăng cơ luôn. Không phải đăng cơ, mà là đăng quang để mà trở thành là ông vua, trở thành là ông hoàng đế. Kinh khủng lắm. Một cái đất nước mà bây giờ họ họ cứ nghĩ rằng cái tầm nhìn của họ đó, nó chỉ cũng rơi vào cái chỗ là những cái phim tàu hay là những cái tuồng cải lương mà giả sử như là Thái hậu Dương Nga rồi bậy bạ chơi cho vui nhỉ. Có vua có chúa có thời phong kiến, nó rất là lạc hậu. Cái tầm nhìn của họ thì nó rơi vào như vậy, và chúng ta thấy rằng họ là nhân dân cờ vàng, họ lại quấn cái cờ vàng để mà chống cộng. Thì việc mà cả một cái cộng đồng đó không ai lên tiếng hết, không phải là nếu mà nó không ai thì cũng đúng, cũng có nhưng mà rất là ít. Trong khi đó những cái tên mà gọi là tai to mặt bự, những cái tên như là một số các cái dân cử chẳng hạn, hay là những người đại diện cộng đồng cộng điếc ở trong cái khu vực, rồi ngay cả một số các cái truyền thông, mà truyền thông là gọi là truyền thông truyền hình hay là báo giấy báo viết gì đó, thậm chí là có những cái YouTuber cũng có những cái kênh cũng khá lớn, nhưng mà hoàn toàn không dám đề cập với những cái tên mà gọi là ngáo đá như thế này. Và nếu mà nói cụ thể hơn thì trong thời gian vừa qua đó, nhiều người nhắc đến có hai cái nhân vật rất là nhiều. Đó là ông Ngô Tấn Kiệt, hay bây giờ còn dám xưng rằng là Thiên Tấn Kiệt nữa. Thiên là trời đó, tức nghĩa là giống như là con của trời vậy. Rồi một cái người khác nữa là ông Đào Minh Quân, gọi là người đứng đầu của cái tổ chức gọi là Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời. Thì hai cái người này có thể nói rằng có những cái hoạt động bây giờ làm cho cả một cái cộng đồng rất là mắc cỡ, rất là buồn phiền, rất là coi như là họ cảm thấy hổ thẹn lắm. Khi mà đi ra ngoài nói ủa vậy ông đó là thủ tướng của tụi bay hả, ông đó là tổng thống, hoàng đế của tụi bay, rồi nói là mấy khùng mấy thằng cha nói nó tầm bay tầm bạ, ai mà để ý đâu, không để ý tại sao không lên tiếng, tại sao không phản đối, tại sao không không chỉ trích, tại sao không không có một cái biểu độ những cái ý kiến của mình. Trong khi đó thì gục mặt lại và cứ ngồi đó để mà coi người ta làm cái gì làm, người ta múa mai, người ta nó lôi kéo hay là nó làm những cái điều hoạt náo như vậy. Họ nói là họ nói gì họ nói đi, cái chuyện nó không có liên quan tới mình, tại sao không liên quan. Trong khi mấy ông thì nói rằng mấy ông chống cộng, mấy ông là cũng quấn cái lá cờ vàng, cái lá cờ vàng đó là thiêng liêng các thứ, nhưng mà họ đang lợi dụng cái lá cờ vàng đó. Họ còn nói là họ là tổng thống đệ tam Việt Nam Cộng Hòa, họ lãnh đạo luôn các ông nữa, các bà nữa, nhưng mà cúi mặt xuống chả có dám nói gì hết. Trong khi đó thì lại công cổ chửi trong Việt Nam, chửi những cái chuyện tiêu hành tội ớt, những anh cảnh sát bị bắt, bị coi như là bắt giao thông đồ tạo lạo thiên địa gì đó thì nhanh lắm. Trong khi đó ở nay cả cái cộng đồng mình nó có quá nhiều những cái vấn đề, và những vấn đề đó nó hoàn toàn nó có ảnh hưởng tới cái sinh hoạt của đời sống ở nơi đây. Các cái con em của chúng ta đó, nó sống ở nước Mỹ này, nó không có biết rằng ở đâu là đúng đâu là sai cả. Tại sao vậy? Ủa tại sao có cái chuyện mà nó tưng bừng như vậy, tại sao có những chuyện mà nó quái đản như vậy và nó diễn ra nhân nhẫn như. Rồi có một anh như là ông Thiên Tấn Kiệt thì tự xưng rằng có một cái giáo phái gì đó, Thiên Long Sơn, Thiên Long Giáo chắc. Rồi
sưng rất là dữ dội, kinh khủng lắm. Khi mà nhiều người bạn đó, sau này khi mà chúng tôi đề cập đến, tình cờ biết và đề cập đến cái nhân vật này, thì nhiều bạn đã gửi những cái video clip đó, chúng tôi không có thời gian để mà xem nữa. Nhưng mà một khi mà chịu xem thì xem một số thôi, xem không vô luôn. Bởi vì nó quá trời hoang tưởng, quá trời mà coi như là nói một cái điều đó, nó không có một cái cơ sở nào hết. Tự quyển bạc mình, tự nâng mình, rồi có một cái đám con nhang, một cái đám đệ tử nó hùa theo, nó vuốt ve và nó tạo ra những cái hiệu ứng, và chính vì vậy nó đẩy cái người là chủ chốt ở trong cái vụ việc đó càng lúc càng hoang tưởng xa hơn nữa. Thì một cái câu hỏi đó mà các bạn tập trung mà hỏi nhiều nhất là tại sao cộng đồng không lên tiếng, tại sao vậy, tại sao và tại sao. Thì một lần nữa đó, chúng ta mới thấy được rằng cái cộng đồng người Việt ở tại hải ngoại, đặc biệt là những cái nhóm mà chúng ta đang muốn nói đó, như là cái truyền thông, như là cái dân cử, như là những cái mà gọi là đại diện cộng đồng cộng điếc đó, là họ câm miệng. Là tại sao họ câm miệng? Là bởi vì họ có tiền, họ có lợi, và họ họ đã bị mua chuộc rồi, hoặc là họ đã bị mà coi như là đấm mỏm rồi, cho nên không có dám nói. Trước đó thì tại sao những cái kẻ này mà nó gây ra cái ảnh hưởng lớn cái trong cộng đồng như vậy, ngay cả một cái anh tâm linh nào đó, chúng ta thấy không, vừa rồi thì có một cái bà từ bên Nhật qua và nói rằng cái tay tâm linh đó đã lừa gạt cái bà ta lên số tiền lên tới là 830.000 Mỹ kim, một số tiền cực lớn, và rất có thể là trong những ngày tới thì sẽ chính thức có một cái lawsuit, tức là có một cái số hồ sơ về một cái vụ án để mà tiến hành trực tiếp để mà điều tra, và vụ kiện chính thức được nộp vào tòa án để mà tòa án bắt đầu để mà tiến hành tố tụng. Tất cả những cái điều đó đó, thì những cái hình ảnh của những cái tay mà chiêm tinh gia giả, hay là những cái tay mà gọi là hoạt đầu trong cái vấn đề mà chính trị cùi, hay là hoạt đầu trong những cái gọi là tôn giáo cùi, là những cái kẻ mà hám danh, hám lợi, và những cái kẻ nổ sản như vậy. Thì xích bắt đầu tiên hết thì ai mà biết họ, nếu mà họ ở trong nhà trong cửa ai mà biết được. Nhưng mà chỉ cũng vì cái đám truyền thông, cái đám truyền thông bẩn bựa, cái đám truyền thông sôi thịt, nó bất chấp, nó biết kể cả những cái đồ giả đó, nó biết một cái người nói khùng khùng điên điên, nó biết những cái người nói rất là bệnh hoạn, nó biết người ta đang quảng bá hay là đang giới thiệu một cái sản phẩm bậy bạ luôn, thậm chí là như vậy nhiều khi nó cũng bất chấp luôn. Chúng ta thấy là như trong Việt Nam vừa rồi cũng vậy, trong 2-3 năm vừa qua thì cũng đã bị phản ánh rất là nhiều, có những cái gọi là thuốc men gì đó bán sản phẩm, nhiều cái sản phẩm đó nó rất là kém chất lượng, thậm chí là những cái thuốc tào lao nữa, rồi cũng qua cái mồm của cái đám mà gọi là truyền thông cuội, truyền thông bẩn bựa, và cũng qua mồm của cái đám mà gọi là nghệ sĩ mà gọi là xôi thịt, bất chấp đi quảng cáo đó, ai uống chết chết sống sống, chả làm sao, miễn mình có tiền là được, bỏ vô túi mình thôi, chả cần biết rằng cái sản phẩm đó là tốt hay là không. Mặc dù đó nhìn qua cái bên ngoài thôi họ cũng không tin đâu, họ cũng thừa biết là cái đó cũng chả có cái tác dụng gì, nhưng mà vì cái đồng tiền, vì cái lợi ích mà nó bất chấp, nó đưa những cái đồ giả nó lên để mà nó quảng bá trên cái cộng đồng. Chính vì cái điều này đó, chúng ta có thể thấy rằng đó, cái cộng đồng người Việt ở hải ngoại đã bị một cái đám truyền thông xôi thịt nó xỏ mũi trong cái thời gian khá dài. Tại sao chúng ta nói rằng truyền thông thôi thịt? Là bởi vì nó làm khi nào có lợi nó mới làm, khi nào không có lợi nó không làm. Đó, đặc biệt như bây giờ đó, nó lòi ra những cái kẻ hoang tưởng như vậy, làm nhục mạ trong cả một cái cộng đồng. Cộng đồng nói là cộng đồng cờ vàng, mà cộng đồng chống cộng đồng văn hóa tinh túy gì các thứ. Nhưng mà cuối cùng thì để cho những cái kẻ mà nó hoang tưởng điên loạn như vậy, nó múa mai trước mặt các vị, vị câm mồm lại hết. Trong đó, trước đó thì sao? Trước đó đối với cái đám dân cử cũng vậy. Có một nhóm những cái đám dân cử là nhận tiền của một cái tay, nhiều khi là nó có hám danh hám lợi, nó hoang tưởng như vậy, nhưng mà nó cho tiền, bởi vì nó chủ doanh nghiệp, nó cho cái quỹ tranh cử này quỹ tranh cử kia, vỗ tay mừng lắm, mừng rơn hết trơn. Thì bây giờ lỡ nhận tiền của người ta ngậm miệng rồi, bây giờ làm sao mà dám mở mồm ra để mà nói người ta được, chỉ trích người ta được, chỉ trích mà muốn nó dứt sữa làm sao. Mấy lần tới ra ứng cử, chuẩn bị tới ứng cử đây rồi, ai nó đâu có cho tiền nữa đâu. Hoặc là một đám những cái nhà báo hay là những cái
YouTuber, những cái anh gọi là truyền thông nhái nhái đó, bưng bô theo, nó cho 500 ngàn, nó cho ít đồng thì câm mõm hết. Cái trám mỏ họng thì trao câm mõm, nó đâu có dám nói, bởi vì nói là mất đi những cái đồng tiền đó là sao. Cho nên là cho nên các bạn nhìn vào cái cộng đồng người Việt ở hải ngoại đó, các bạn chớ có tin, phải rất là kỹ lưỡng. Bởi vì những kẻ mà nói nhiều điều tốt nhất, nói những cái điều mà gọi là hoa mỹ nhất, thì có khi cái kẻ đó là xôi thịt nhất, không phải là đơn giản đâu. Trong khi đó đó, lẽ ra là sống trong một cái xứ sở mà họ gọi là văn minh, xứ sở mà họ gọi là công bằng, là bác ái, là luật pháp, thì phải sống một cách rất là kiên định, sống một cách rất là cương trực. Một khi những cái điều gì nó sai trái, mình phải đẩy lùi, mình không chấp nhận được. Một cái tên mà nó nói tào lao thiên địa, nó dám xưng nó là hoàng đế của một cái đất nước Việt Nam, nó dám xưng là nó vua nước nước Việt Nam, nó vả thẳng vào trong mặt quý vị rồi còn cái gì nữa. Mình không lên tiếng là tầm bậy rồi, đã là như vậy thôi. Chẳng những không lên tiếng mà có một cái nhóm chúng tôi thấy là cách đây không xa đó, có một nhóm gọi là nghệ sĩ nha, trong đó có những nghệ sĩ là cũng vỗ ngực xưng tên dữ lắm, chung đầu với nhau để mà tung hô một cái kẻ hoang tưởng, một cái kẻ mà bây giờ nó xưng nó là vua nước Việt rồi, cung kính nó mà đứng chung trên một cái sân khấu, chúng ta thấy vô cùng nhục nhã không, vô cùng hổ thẹn. Và một cái điều mà có thể nói rằng họ biết là đồ giả, đồ dơ, đồ bẩn đó, nhưng mà vì vì có lợi, vì có xôi thịt, cho nên là họ sẵn sàng, họ muối mặt để mà họ tâng bốc những cái kẻ như vậy đó. Chúng tôi là không, chưa có muốn nói đám chỉ ai, chúng tôi chưa có muốn lôi tên ai, nhưng mà chúng tôi cũng chả phải là nhắm thẳng vào chỉ trích một cái cá nhân nào, hay là cái nhóm của ông Đào Minh Quân, hay cái nhóm của ông Kiệt gì cả. Nhưng mà chúng tôi muốn nói cái chung như vậy, phản ánh một cái hiện trạng, một cái hiện thực nó đang diễn ra trước mắt của chúng ta ngay tại cái cộng đồng người Việt này. Bao nhiêu lần rồi, những cái kẻ hoang tưởng mà nó có đất sống ở nơi này, mà thậm chí nó sống vững, và nó càng lúc càng làm trò nhiều hơn đó, là tại cái gì? Tại vì cái cộng đồng này nó quá nhu nhược, và nó bị điều khiển bởi một cái nhóm, mà một nhóm mà trước đó giờ nó hoạt náo kinh khủng, nó nhân danh, nó núp bóng ở dưới cái dạng là dân cử, nó núp bóng ở dưới dạng là truyền thông, nó núp bóng ở dưới dạng là văn nghệ sĩ, hay những người có máu mặt trong cộng đồng. Chúng tôi không quơ đũa cả nắm, chúng tôi chỉ nói có một nhóm, một nhóm nha. Chứ quý vị đừng có nói là tôi chửi cả một cái cộng đồng cờ vàng, hay là chửi cả một cái cộng đồng hải ngoại. Đó là những cái điều quy chụp mang tính chất nó rất là mất dạy. Không có cái chuyện đó, chúng tôi đang nói những cái kẻ xôi thịt thôi. Quý vị không phải là xôi thịt, quý vị không cần phải lên tiếng trong những cái chuyện này. Chúng tôi rất là hoan nghênh trong thời gian vừa qua cũng có những người cũng đã lên tiếng, cũng đã chỉ trích, cũng đã bài bác và cũng đã phản ứng rất là dữ dội đối với những cái người mà hoang tưởng như vậy. Không thể chấp nhận cái cộng đồng này tự nhiên danh xưng nào là thủ tướng, nào là tổng thống, nào là cái gì đó của Việt Nam, khi mà họ dùng cái từ Việt Nam là có liên quan đến chúng ta rồi, liên quan tới tất cả mọi người rồi, chứ không phải là đơn giản. Rồi họ lập ra cái gọi là đạo giáo tầm bậy tầm bạ để mà họ lý giải tùm lum tùm la hết, rồi họ lôi kéo quần chúng. Lôi kéo quần chúng có người nói là không phải là lường gạt, không có quyên tiền của người ta, không phải là lường gạt, quyên tiền là lường gạt. Không chỉ hiểu đơn giản như vậy là vật chất mới gọi là lường gạt, về vấn đề tâm linh cũng có thể là lường gạt được, làm cho người ta tưởng thật rồi lý giải những cái điều mà nhiều người họ ngu muội đó, họ không có biết, họ cứ cả tin theo, và cuối cùng có khi họ đi xa hơn và họ bị mê hoặc, và có khi họ làm bậy nữa. Thực tế đã chứng minh rồi, ngay tại California cũng đã có những cái đạo giáo nó đã lập ra, và sau này thì nó đi quá xa, chúng ta thấy rất rõ hậu quả là vô cùng kinh khủng đó. Cái vụ mà Jim Jones thì rất là rõ ràng rồi, đó là một bài học mà nước Mỹ vô cùng nhức nhối, nước Mỹ mà họ tới bây giờ họ cũng không biết là lý do là phải làm như thế nào, cho nên họ rất là cẩn trọng, nhất là những anh mà tự xưng rằng mình là thánh thần rồi, hay là đạo giáo, nhất là tập hợp quần chúng, đặc biệt hơn là lập các căn cứ địa đó, những cái gọi là sơn lâm đồ, hay là những cái rừng rú gì đó, rồi lập ra những cái láng trại, hay đối với trong con mắt người Mỹ thì trong các cái đạo giáo mà lập ra cái nơi mà thờ tự này, hay là những cái
cái công trình kiến trúc kia trong một cái khu vực mình cho rằng là cái nơi chùa chiền thiêng liêng gì, nhưng mà đối với họ là họ cũng coi đó là căn cứ thôi à. Đó những giống như những cái lán trại thôi. Và những cái điều đó thì họ thấy là tập hợp quần chúng với một cái đạo gì đó không được phổ biến. Mà lý thuyết thì rất là nhập nhằng, rất là pha trộn, và nó cũng chả có một cái chiều hướng tích cực nào, thì họ phải nghi ngờ chứ. Họ không bao giờ cấp phép cho những cái chuyện như vậy. Nhưng mà đối với cộng đồng thì lại ít lên tiếng, lại còn tung hô. Chúng tôi thấy rất vô cùng hổ thẹn khi có một nhóm gọi là những ca nghệ sĩ vỗ ngực xưng đền, thiên này thiên kia, rồi nào là giống như là một cái người hùng ca ngợi đó là một cái sự thành công ở trong cộng đồng. Nó kinh khủng, nó hổ thẹn nhục nhã đến mức độ như vậy. Và chúng ta hôm nay thì muốn nói tới cái điều này để mà các bạn hiểu thêm về cái cộng đồng người Việt ở hải ngoại. Có nhiều bạn ở ngoài cái tiểu bang California, các bạn qua hoặc là ở ngay bang California nhưng mà lại rất ít để ý về những cái gì đã diễn ra. Chúng ta thấy họ xưng rất là dữ dội, thậm chí họ xưng họ là Phật nữa, họ xưng họ là giáo chủ nữa, họ xưng họ là tiền kiếp của họ là cái người sáng lập ra cả những cái đạo ở bên Ấn Độ. Kinh khủng, nó khùng điên, nó bạt trận đến mức độ như vậy mà nó diễn ra trước mặt mình, và lại có nhiều kẻ nó đu bám vô những cái đám mà dân cử, những cái đám truyền thông, những cái đám văn nghệ sĩ cũng bu theo. Bởi vì vì cái đồng tiền, vì xôi thịt là nó bất sắc, nó mới lộng hành như vậy. Thì hôm nay thì chúng ta muốn trao đổi để trả lời cái câu hỏi là quý vị nói ra là tại sao những kẻ hoang tưởng như vậy. Và thậm chí là quý vị còn nói thẳng luôn là hai cái người đó, như là ông hoàng đế Đần Minh Quao, rồi ngay cả cái ông thiên thiên gì đó, rồi coi như là cũng cũng sống được, rồi cũng tồn tại được, là tại sao vậy? Thì hôm nay tôi nói những cái clip này để quý vị thấy được cái cộng đồng này lắm là nó xôi thịt như vậy, bởi những kẻ xôi thịt như vậy cho nên nó mới đi quá xa, và đó là cái kết quả mà bây giờ chúng ta đang chứng kiến đó. Và xin chào quý vị, và sẽ trả lời quý vị trong chương trình tới.